Buổi sáng mùa đông bút ra thả hương, thấy một hạt sương xa xuống giữa trời, nghe tiếng đàn chợt đứt ngang, thung lũng hoàng hoa lặng lẽ vô tôi tiếc em người anh hùng Việt Dũng, tôi thương em người nhạc sĩ tha hương, cánh chim bạch viện luôn lạc muôn phương, giọng hát từ nay đi vào cõi vô thương. Việt Dũng không còn nữa, đứa con yêu của tổ quốc đã ra đi. Việt Dũng không còn nữa, vừa mới bỏ ta đi. Người lính không cầm súng đã buông đàn xuôi tay. Vũ khí là lời ca, quân trang là nốt nhạc, ba lô nặng tình non nước đã miệt mài hành quân bất kể tháng ngày. Việt Dũng không còn nữa, người da vàng liễu vong, người thương binh không số quân không thẻ bài, người lính không cầm súng không tượng đài vinh quang, nhưng trong tim bao người vẫn nhớ mãi tên em. Tội nghiệp đôi nạng gỗ từ nay bơ vơ một mình, không còn theo em nữa, sẽ không còn theo em nữa, để in dấu chân tròn trên khắp nẻo đường tha hương. Việt Dũng, kẻ mang nặng những khổ đau cùng đất nước, Hoàng Thu Dũng. Vào những năm cuối thập niên 1970, do một người bạn làm ký giả lấy tin nghị trường, tôi thường theo anh đến Hạ và Thượng viện để săn tin. Nhờ vậy tôi có dịp quen biết một vài dân biểu, thượng nghị sĩ của cả hai phe đối lập và thân chính quyền ở Sài Gòn lúc ấy. Trong số những người này có bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảo, thân phụ của Việt Dũng. Thoát đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đơn vị cuối tôi phục vụ tan hàng. Thất thểu trên con đường về thì gặp Hoàng Kim Quy. Ông bàng hoàng hỏi sao cả hai còn ở đây. Hỏi thế nhưng cả ông và cả tôi không ai trả lời nhau. Lướt qua tình hình tôi được biết gia đình bác sĩ Bảy đã đi rồi, chỉ còn thân mẫu và một người con trai của ông ở lại. Khoảng năm 1983 gì đó, anh Cao Thế Dung rủ tôi về DC dự đại hội của đề đốc Hoàng Cơ Minh. Sau một thời gian sống trong trại cải tạo của Cộng sản, được tha về và nhất là vừa thoát chết trên đường vượt biên đến Mỹ, nay bỗng dưng gặp đủ mọi mặt, nào là các anh Viên Linh, Đỗ Ngọc Yến, Minh AP, Đính N. Icarestai, Tuyết UPI, Phạm Trần, Voa, Lê Thiệp, Sóng Thần,
Đinh Hiện, Độc Lập, vân vân. Nên khí thế ngất trời, mừng rỡ đến lúc nào cũng có thể khóc được. Vì thấy quá khứ sờ sờ trước mắt, gần đến độ thật sự là ta đã sờ thấy nó chứ không còn thăm thẳm. Buổi tối tiền đại hội, tôi theo anh Cao Thế Dung đến dự buổi họp bỏ túi ở nhà họa sĩ Ngọc Dũng. Tại đây tôi đã gặp Việt Dũng. Việt Dũng ít tuổi hơn tôi cả 10, 15 năm. Tôi đã biết Dũng phần vì quen bác sĩ Bảy như trên đã nói, phần vì lúc này với những ca khúc nổi danh như Lời Kinh Đêm, Một Chút Quà Cho Quê Hương của Anh, cùng Nguyệt Ánh, Với Em Vẫn Mơ Một Ngày Về, Đông Tiến hay Lam Lộc với Vĩnh Biệt Sài Gòn, Phạm Duy với 1975 Ta Bỏ Nước Ra Đi Gì Đó, đã nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tị nạn. Qua sơ giao là nhận ra nhau ngay. Tôi bụt miệng hỏi Dũng: "Dũng còn trẻ mà sao nói y chang lòng người vậy?" Dũng cười, khuôn mặt bù bẩm hiền lành kiểu Barbie Fay, một thoáng chút bâng khuâng đáp: "Thì mọi chuyện đã trình ảnh ra đấy, dân Việt mình ít nhiều ai không từng trải qua kinh nghiệm này, nhất là kể từ khi miền Nam lọt vào tay Cộng sản hả anh?" Câu trả lời đầy vẻ trưởng thành chính trị ấy của Dũng khiến tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng tưởng sẽ như một ông nào đó quen đao to búa lớn là vì thế này hay thế nọ, theo kiểu đánh Việt Cộng ở chốn trà dư tử hậu tại Sài Gòn năm xưa. Nói như vậy không phải là trách cứ hay mỉa mai, cũng dễ hiểu thôi, bởi thời gian đó, nhất là thời đệ nhất Cộng hòa miền Nam vừa thoát khỏi ách thực dân đô hộ mà không tốn một giọt máu nào của lương dân và người yêu nước cùng bối cảnh về mọi mặt kinh tế, giáo dục, xã hội, văn hóa, văn nghệ, đang giống như một cô gái thanh xuân phát triển, căng tròn trong một thứ trật tự đầy nhân bản, đầy khai phóng mà vẫn giữ nguyên được nếp nhà của một chế độ chính trị tương đối tự do, độc lập, được lãnh đạo bởi con người mà dẫu thương hay ghét, xét lại lịch sử vẫn thấy là người đạo đức nhất, thanh liêm nhất và đáng kính nhất, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi mới đây, trong một chuyện trò với độc giả Người Việt Online ngày 14 tháng 5 năm 2013 vừa qua, một độc giả hỏi: "Vì sao năm 1975 Việt Dũng mới 17 tuổi, nhưng động lực nào đã đưa anh làm việc chống cộng như hiện nay?" Việt Dũng đã khẳng định đó là vì nghe được những trăn trở của đồng bào mình. 30 năm kể từ ngày đầu gặp lại Việt Dũng ở DC, nội dung và hướng đi của Việt Dũng, một chàng trai trẻ coi như thế hệ thứ hai của những người tị nạn, vậy mà vẫn không hề suy chuyển. Dẫu chung quanh anh cuộc sống lao đi với tốc độ của ánh sáng, tạo nên bao thay đổi chập trùng, những oan nghiệt khổ đau, những đắng cay trầm thống, dù nổi hay chìm, khoác lên một đất nước hay một con người, thường mang theo một quy luật tất yếu, đó là cùng tôi luyện, cùng hun đúc cho sự sức sống, sức đấu tranh quyết liệt để sinh tồn của cái đất nước và con người đó ngày càng vững chãi lên. Chính vì vậy mà Việt Dũng đã thấm sâu vào bao đớn đau của đất nước chung, của thân phận riêng, đến nhuần nhuyễn là một, để rồi mỗi tiếng anh ca, mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm đều mang hơi hướng cung điệu, tiếng lòng của mọi tầng lớp nhân dân và đất nước. Với những người anh, Việt Dũng gửi về dăm bao thuốc lá để đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Trong lao tù Cộng sản, với mẹ, anh gửi về cho bà một chiếc kim may để mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy và đất nát. Với người chỉ đương độ tuổi xuân thì, nhưng đã bị dập vùi trong cuộc đời nghiệt ngã, sau những cuộc đánh tư sản, kinh tế mới, mất nhà, mất cửa,
phải vào thanh niên xung phong đi làm lao công chiến trường, nhiều lần phải chết thay cho đội quân do Đảng Cộng sản lãnh đạo tiến đánh Campuchia. Việt Dũng đã gửi về cho chị dăm ba sớp vải để chị may áo cưới hay chị may áo tang. Với những người em Việt Nam bé bỏng, Việt Dũng gửi về cho các em kẹo bánh để các em ăn cho quên đời cay đắng. Nhưng bi thảm nhất, đau thương nhất với người cha Việt Nam, anh gửi về dăm viên thuốc ngủ để cha uống cho dứt nợ ngục tù. Làm sao một chàng trai chưa đầy 30 tuổi, chưa từng nếm ngục tù đầy khắc nghiệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lại hiểu được tâm trạng của một phần đông những người tù cải tạo đã nhiều lần muốn chết như thế? Nhất là sau ngày những trại cải tạo này được chuyển qua sự quản lý của lực lượng gọi là công an nhân dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình. Rồi những ý nhạc, lời ca trong Mời Em Về, tình ca cho Nguyễn Thị Sài Gòn, lời kinh đêm Người Mẹ Dân Oan, vân vân. Việt Dũng hầu như không bỏ quên ai hết, hồn nhạc của anh không vắng mặt ai hết trong cái tuyệt đại nhân dân Việt Nam đang đau khổ, đói khát nghèo nàn, sinh mệnh bấp bênh sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đầy sắt máu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nay ông thủ tướng của họ lại thêm cái sắc lệnh cho công an nhân dân được phép bắn bất cứ ai chống lại đường lối Đảng và nhà nước gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa của Đảng và của ông ta, kể cả làm buồn lòng ông chủ Trung Quốc, nước bảo kê quyền lực của họ. Nhìn vào bức tranh văn hóa văn nghệ hôm nay trong cộng đồng người Việt tị nạn, số văn nghệ sĩ tài ba tử tế có liêm sĩ như Trần Tử Thiên, như Việt Dũng, vân vân, vốn đã lưa thưa nay lại càng ảm đạm. Điều này thể hiện rõ ràng qua câu tán thán của nhạc sĩ Lam Lộc, một bạn đồng hành của Việt Dũng suốt hơn 30 năm nay, nói với đài BBC London: Việt Dũng, một trái tim của tự do đã ngừng đập. Nhưng thưa nhạc sĩ Lam Lộc, chúng ta có nên như dân Nam Phi sau cái chết của ông Mandela, rằng thay vì thương tiếc xót đau, chúng ta hãy ca hát vui mừng vì một nhạc sĩ trẻ của chúng ta, anh Việt Dũng, kẻ mang nặng những khổ đau cùng đất nước, đã được Thiên Chúa cất gánh nặng cho anh và trao lại cho thế hệ trẻ sau anh gánh tiếp. Và Việt Dũng, kẻ mang nặng khổ đau cùng đất nước, cũng được Đức Thích Ca lấy đó để tặng chúng ta một công án tu thân, rằng hãy cố sống cho tử tế, danh vọng, tiền bạc, chân dài, chân ngắn, rồi ra cũng sẽ tiêu tan mục rữa, tan vào cát bụi, vì đời là vô thường. Việt Dũng từ bỏ cuộc sống này không phải là chết, mà là về với cái không. Anh chị em ơi, cộng đồng người Việt tị nạn ơi, đừng khóc, đừng bi quan. Việt Dũng, kẻ mang nặng những khổ đau cùng đất nước của chúng ta không chết, anh chỉ về với nỗi nhớ khôn cùng của mỗi chúng ta. Hoàng Thu Dũng. Buổi sáng mùa đông, bút đã thả hương, thấy một hạt sương xa xuống giữa trời, nghe tiếng đàn chợt đứng ngang. Thung lũng hoàng hoa
lặng lẽ vô tôi tiếc em người anh hùng Việt Dũng tôi thương em người nhạc sĩ tha hương cánh chim bạch Việt luôn lạc muôn phương giọng hát từ nay đi vào cõi vô thương Việt Dũng không còn nữa đứa con yêu của tổ quốc đã ra đi Việt Dũng không còn nữa vừa mới bỏ ta đi người lính không cầm súng đã buông đàn xuôi tay vũ khí là lời ca quân trang là nốt nhạc ba lô nặng tình non nước đã miệt mài hành quân bất kể tháng ngày Việt Dũng không còn nữa người da vàng liễu vong người thương binh không số quân không thẻ bài người lính không cầm súng không tượng đài vinh quang nhưng trong tim bao người vẫn nhớ mãi tên em tội nghiệp đôi nàng gỗ từ nay bơ vơ một mình không còn theo em nữa sẽ không còn theo em nữa để in dấu chân tròn trên khắp nẻo đường tha Tôi người lính già, một thời đánh mất gian san, nay nghe tin em không còn nữa. Đêm Cali mùa đông thêm lạnh giá, ngồi buồn một mình thương nhớ em. Đồng đội chung chiến tuyến đã ra đi mãi mãi. Việt Dũng không còn nữa, em chỉ vừa theo hồn thiêng tử sĩ non sông, ôm đàn rong chơi. Hát ca vang vọng đỉnh trời và em cũng bỏ lại tôi với vô vàn thương tiếc xót xa người đã xa từ đây chưa kịp nói lời giả từ chưa kịp về Việt Nam Sài Gòn để ngẩng cao đầu cùng nhau đi dưới quốc quân sự cho nước mắt da vàng lăn trên cờ vàng ba sọc đỏ tung bay Việt Dũng, người lính không cầm súng.